quý vị và các bạn đang xem chiếc xe sedan ở phân khúc hạng B, Honda City. Thưa quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Honda City phiên bản 1.5 CVT. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, biển năm sinh rất đẹp 30F31983. Những ai sinh tháng 3 năm 1983 thì chuẩn là xe của mình luôn. Xe rất mới đi ít, với ơ đo 38.000 km, dàn lốp nguyên bản theo xe còn rất dày, bảo hiểm thân vỏ còn dài. Xe đã được trang bị nội thất da, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương vô lăng, tích hợp các phím điều khiển, kiểm soát hành trình, cruise control, sang số thể thao trên vô lăng, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Xe rất đẹp, chúng tôi cam kết không chạy dịch vụ, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở phân khúc hạng B rất nhiều xe chạy. Dịch vụ, chạy Grab, ở miền Bắc chủ yếu dùng dòng xe Vios thì miền Nam hay dùng xe City bởi hai dòng này đi rất bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, vì thế nên chi phí sửa chữa, bảo dưỡng ít, hiệu quả kinh tế cao. Chiếc xe này chúng tôi bán với giá 496 triệu đồng. Với cái giá này thì chắc chắn nhiều người hay ngồi xem trên mạng, so sánh giá thì sẽ cho là cao. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, xe đẹp, biển đẹp, lại không chạy dịch vụ, không chạy Grab thì đó là giá hợp lý. Còn có thể có những chiếc xe chạy dịch vụ hoặc chạy nhiều hơn, người ta sẽ bán rẻ hơn. Đi mua những dòng xe cũ mà trên thị trường hay dùng chạy dịch vụ nhiều thì rất khó, vì cùng đời xe nhưng chất lượng nó khác nhau rất nhiều, chính vì thế giá nó cũng khác nhau nhiều. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vay tối đa lên đến 70% giá trị xe với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị và các bạn đã được nhận xe. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Mm-hmm.